Xin kính chào quý vị và các bạn. Ngày hôm nay, Vinhomes 24 giờ xin gửi tới quý vị và các bạn hình ảnh mới nhất đường song hành cao tốc 5B kết nối từ huyện Gia Lâm đi Hưng Yên và quận Long Biên, Hà Nội. Ngày 18 tháng 1 năm 2022 vừa qua, huyện Gia Lâm đã tổ chức thông xe tuyến đường đô thị song hành cao tốc Hà Nội - Hải Phòng. Đây là sự kiện khánh thành công trình trọng điểm của huyện Gia Lâm nhân dịp tổ chức kỷ niệm 60 năm thành lập. Dự án được xây dựng với mục tiêu giảm ùn tắc, quá tải cho các tuyến đường trong khu vực, trong đó có quốc lộ 5, tăng cường khớp nối đồng bộ giao thông với các tuyến đường quan trọng khác trên địa bàn huyện Gia Lâm. Tuyến đường được khởi công từ tháng 1 năm 2021, có điểm đầu từ nút giao Vành Đai 3, điểm cuối là bờ tả sông Bắc Hưng Hải của Hưng Yên, bao gồm tuyến chính và 4 tuyến nhánh với chiều dài 9,35 km, chiều rộng mặt cắt ngang từ 9 đến 15m, tương đương với 3 làn xe. Tổng mức đầu tư lên đến 290 tỷ đồng, bao gồm các hạng mục, giao thông, cây xanh, thoát nước, chiếu sáng, cầu vượt sông Cầu Bây, v.v. Tuyến đường đi qua các xã và thị trấn Châu Quỳ, Đa Tốn, Kiều Kỵ, Đông Dư của huyện Gia Lâm, giúp cho việc di chuyển từ huyện Gia Lâm đi Hưng Yên và các quận Long Biên, Hai Bà Trưng cực kỳ dễ dàng. Việc các hạ tầng giao thông trọng điểm của huyện Gia Lâm dần hình thành và đưa vào sử dụng sẽ góp phần đẩy mạnh phát triển kinh tế xã hội, sớm hoàn thiện các tiêu chí đưa Gia Lâm trở thành quận của thủ đô. Sự kiện này mang lại niềm vui cho cư dân của huyện Gia Lâm nói chung và cư dân của khu đô thị Vinhome Ocean Park nói riêng, bởi tuyến đường song song với cao tốc 5B chạy dọc theo khu đô thị Vinhome Ocean Park giúp cư dân tại đây kết nối nhanh chóng hơn nữa với các vùng lân cận. Đặc biệt, nút giao kết nối trực tiếp từ khu đô thị với đường cao tốc 5B đã được hoàn thiện và chờ ngày thông xe chính thức thì việc kết nối vùng với các tỉnh thành Hưng Yên, Hải Dương, Quảng Ninh sẽ ngày càng thuận tiện. Sắp tới, khi Vingroup khởi công bệnh viện Vinmec, công viên vui chơi giải trí Vinpearl sẽ hoàn thiện toàn bộ hệ thống tiện ích nổi bật tại Vinhome Ocean Park, giúp cho cư dân tại đây tận hưởng một cuộc sống trọn vẹn và đủ đầy. Như vậy, chắc chắn giá trị bất động sản tại Vinhome Ocean Park sẽ có sự thay đổi đáng kể trong thời gian sắp tới. Trên đây là những hình ảnh thực tế mới nhất về đường song hành cao tốc 5B đã được chính thức đưa vào sử dụng. Để nhận thêm những thông tin mới nhất về các dự án bất động sản Vinhomes, quý vị và các bạn có thể tham gia nhóm Zalo theo đường link dưới đây hoặc liên hệ đến hotline 0931 757 959 để được tư vấn. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo.